là một trong những nơi ghi dấu với các vườn cây ăn trái giúp người dân ăn nên làm ra như bưởi da xanh, chanh không hạt, mít thái. Huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang còn được nhiều người dân trong và ngoài tỉnh biết đến là thủ phủ của cá chạch lấu. Những tưởng chuyện như đùa, ấy vậy mà với mô hình nuôi cá chạch lấu rồi nhân giống thành công của anh Trần Thanh Hùng ở thị trấn Ngã Sáu, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang đã giúp anh trở thành vua cá chạch lấu. Phương Uyên xin kính chào quý cô chú, anh chị và các bạn. Hiện tại Phương Uyên đang có mặt tại cơ sở nuôi cá chạch lấu của anh Hùng ở huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang. Đây là một trong hai cơ sở mà anh Hùng đã thả nuôi cũng như là nhân giống cá chạch lấu. Cơ sở cá giống của anh Hùng rộng 3 hectare, bao gồm 2 điểm nuôi cá chạch lấu thương phẩm, gần 50 bể ương với hàng chục triệu con cá chạch lấu giống mỗi năm. Vì vậy, người trong nghề nuôi cá giống gọi anh Hùng với cái tên rất kêu là vua cá chạch lấu. Trong quá trình mà mình mới bắt đầu nuôi thì cũng còn nhiều cái bỡ ngỡ lắm, tại mình mới ra trường mình cũng học lý thuyết không à. Còn này mình va chạm thực tế thì còn cứ rất cái nhiều khó khăn, cũng như là về câu thiết kế rồi về bệnh bà quản, rồi về cái tìm kiếm cái đối tượng nuôi. Thì sau một thời gian mình làm cũng rất là nhiều loại cá, cá kiển rồi mình chỉ cá thác lát rồi xong mới chuyển cá chạch lấu. Thì tới cá chạch lấu mình mới bắt đầu cái thành công. Được biết, anh Hùng là chàng kỹ sư nông nghiệp. Sau khi tốt nghiệp đại học, anh quyết định về quê hương của mình theo đuổi mô hình nhân giống và nuôi cá chạch lấu mà từ lâu anh đã ấp ủ. Đi từ thất bại này đến thất bại khác, anh Hùng không nản chí mà quyết tâm tìm cách nhân giống cá chạch lấu. Hàng xóm láng giềng là người ta cũng có lời qua tiếng lại, dị nghị là cũng như là đi học về mà mang cái tấm bằng kỹ sư về mà cũng về làm vườn làm ruộng. Thì cái đó thì khi lúc đầu mình cũng cảm thấy cũng ngại. Đầu tiên nhất là mình phải có cái quyết tâm để mình cứ quyết tâm để đi tới cái điểm cuối cùng. Chứ mình không có bỏ ngang như một cái số người khác, như người ta làm giữa đường thì người ta bỏ thì nó không có hiệu quả. Lúc đầu thì mình làm cũng trong cái cá chạch lấu này cũng rất là nhiều khó khăn, cũng có nhiều năm nghiên cứu rồi mình mấy cái thành công như được hôm nay. Trời không phụ lòng người, sau nhiều năm tìm tòi nghiên cứu, anh Hùng đã thành công với việc nhân giống cá chạch lấu. Gần 10 năm theo nghề, khởi nghiệp từ 100 con cá chạch lấu bố mẹ ở tận biên giới Campuchia, nay anh Hùng đã tăng đàn lên trên 1.000 con. Đó là một con số kỷ lục mà anh chưa từng mơ tới. Với giá bán cá chạch lấu bột dao động từ 200 đến 400 đồng một con và cá thương phẩm dao động từ 280 đến 300 nghìn đồng một ký, năm qua, từ mô hình nhân giống và nuôi cá chạch lấu thương phẩm đã đem lại thu nhập cho anh hơn 2 tỷ đồng mỗi năm. Đây là khung cảnh anh Hùng và mọi người đang nhân giống cá chạch lấu. Khi tận mắt chứng kiến anh Hùng và mọi người bắt tay thực hiện quy trình đầu tiên để có được con cá chạch lấu giống, mới thấy hết sự tỉ mỉ và tập trung cao độ của mọi người. Thì nói chung là cũng giống như mấy cái loại cá khác thôi. Từ mình phải từ cái khâu mà chọn lựa cái con cá cho nó bố mẹ cho tốt, rồi cái khâu mình chăm sóc cho nó kỹ, nước nôi đồ cho nó kỹ thì nó có được cái kết quả nó tốt. Trong quá trình mình nuôi dỗ cá bố mẹ thì để cho nó phải đảm bảo đầy đủ cái dinh dưỡng để cho trứng, cái trong từ trong trứng cho nó cái trứng nó đầy đủ dinh dưỡng thì nó cái con bột nó ra nó phát triển tốt được. Chứ trong quá trình mình cho sinh sản thì cái liều thuốc với cả cái thao tác như chuẩn bị nước nôi đều phải kỹ để cho cái con cá bột mình nó ra nó mới được đạt hiệu quả được. Từ tháng 3 đến nay, anh Hùng cùng các nhân công là những hộ nuôi cá chạch lấu gần nhà đang tất bật lấy trứng để thụ tinh. Bên cạnh việc lấy trứng là đội ngũ khác đang làm khay để quét trứng lên ấp. Nhận thấy nhu cầu cá chạch lấu giống trên thị trường cao nên khi thành công trong việc nhân giống, anh Hùng đã truyền đạt kinh nghiệm cho những hộ trong ấp nuôi để tăng thu nhập. Quý cô chú, anh chị và các bạn thân mến, với sự nhạy bén đón đầu thị trường tiêu thụ, sự kiên trì của mình mà anh Hùng đã vươn lên làm giàu trên vùng đất của các triệu phú trái cây. Quý cô chú, anh chị và các bạn quan tâm đến cây con, giống mới, các mô hình nuôi trồng đơn giản đem lại hiệu quả cao thì hãy đăng ký kênh Nghề Nông để theo dõi các video tiếp theo nhé. Còn bây giờ, Phương Uyên xin kính chào và hẹn gặp lại quý cô chú, anh chị và các bạn.